Các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ninh đang có mặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Kinh Thành Huế. Rất lâu rồi Ninh không đi du lịch và ngày hôm nay khi mà tới Huế, Ninh rất háo hức tại vì lần này chúng ta có tận 4 tập cơ. Ăn gì, chơi gì, ở đâu, đừng quên theo dõi series này nhé. Còn bây giờ hãy ấn like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating. Cùng bắt đầu thôi. Huế là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam với những kiến trúc cung điện, đền đài, lăng tẩm cổ kính vẫn còn giữ lại được sự uy nghi của cả một triều đại. Ninh còn thích Huế bởi ở đây có một nhịp sống rất nhẹ nhàng và con người thì vô cùng gần gũi đáng yêu. Quan trọng nhất, Huế là cái nôi của một nền văn hóa ẩm thực lâu đời cùng với nhiều món ăn ngon nức lòng thực khách mà trong 4 tập Ninh Travel tại Huế tới đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Và các bạn đã tò mò về quán ăn đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến chưa? Hãy theo chân mình nhé. Chào buổi sáng cả nhà. Hiện tại thì 7 giờ sáng. Sáng nay thì mình dậy rất là sớm tại vì khi mà đến Huế thì Ninh được giới thiệu một cái quán bún bò Huế rất là nổi tiếng nằm ở số 20 đường Bạch Đằng, đó chính là bún bò Huế Mẹ Kéo. Mẹ ơi, mình bán được bao nhiêu năm rồi ạ? Tết mẹ bán 60 năm rồi. Ủa, 60 năm rồi ạ? Bán là mới 7 năm thôi. Chị bán thì mẹ là mới 7 năm thôi. À dạ vâng, con nghe trên mạng thấy mọi người bảo ở đây nổi tiếng lắm. Mà bán rất sớm đúng không ạ? Mình bán đến mấy giờ là hết vậy ạ? Bạn 9 giờ là hết ạ. Cho con một lộn xộn một chả cua nha. Bún bò là một trong những đặc sản của xứ Huế. Mặc dù món bún này phổ biến trên cả ba miền ở Việt Nam và cả người Việt tại nước ngoài, nhưng mà đến Huế thì chắc chắn là phải thử rồi chứ đúng không? Liệu một tô bún bò Huế ở Huế và một tô bún bò Huế ở các nơi khác sẽ khác nhau như thế nào? Cùng thưởng thức với Ninh nhá. Đây mọi người ạ, ở trong cái bát này có chả cua này. Đây là một miếng thịt này như kiểu thịt bát chỉ á. Đó, đây là một miếng tiết. Và đây là gân bò, ở dưới có bún. Cái nước dùng này thì Ninh nhìn là có vẻ đã thấy hơi cay cay rồi đấy. Phía trên thì sẽ có thêm một chút rau thơm, hành với cả đây là hành tây. Các bạn ạ, thực sự là đến Huế thì không thể không nhắc tới những cái bát ớt như thế này. Tại vì người Huế thì một là sẽ ăn rất cay, hai là ăn rất đậm đà. Nên là Ninh nghĩ là cái hương vị ở đây thực sự nó sẽ là một cái hương vị rất đặc biệt. Đầu tiên Ninh sẽ thử một miếng nước trước nha. Rất là ngọt. Nhưng mà cái nước này đã cay rồi nha mọi người. Ninh chưa cho một tí ớt nào nhưng mà nước này nó đã hơi cay cay rồi. Và nó vừa ngọt vừa đậm đà. Ok, được. Một buổi sáng mở màn với một bát bún bò Huế rất là ngon. Cái giờ Ninh đi là cái giờ 7 giờ ấy mọi người, thì đã bắt đầu rất đông rồi. Và quán này nếu mà các bạn đến muộn một chút thì có thể là sẽ hết đồ luôn bởi vì chỉ bán buổi sáng thôi. Với cả Ninh thấy một cái khá là hay ở đây, đó chính là khi mà các bạn đến các bạn sẽ vào trực tiếp ở trong chỗ làm và các bạn sẽ gọi đồ xong rồi trực tiếp bê đồ, tự tay bê đồ và tự tay lấy rau sống các thứ để ra ăn. Lâu lắm rồi Ninh không đến Huế, lần cuối cùng đi là cũng phải hơn 6 hay 7 năm rồi nên là bây giờ mọi thứ rất là khác. Với cả lần trước thì cũng chưa thử bún bò Huế Mẹ Kéo bao giờ nên là hôm nay cũng phải thử xem sao. Đây là một miếng chả cua rất to này. Thơm á. Nghe mùi rất là thơm. Đây là cái gân bò này mọi người. Ăn rất là giòn luôn. Nhưng mà cái này thì bạn nào mà răng yếu chắc không ăn được, dai dai ấy. Vị bún bò Huế ở đây vẫn khác vị bún bò Huế ở Hà Nội nha mọi người. Khác lắm. Đây, ở đây Ninh có một cái ly, các bạn nhìn sẽ tưởng kiểu ly cà phê đúng không? Không, đây là nước đậu ván. Một cái nước rất là lạ mà chưa bao giờ Ninh uống thử luôn. Nhưng mà uống cái vị của nó cũng khá là thích. Thật ra thì cái chuyến này Ninh rất muốn đi khám phá những cái quán nào mà không nổi tiếng hẳn về dân du lịch mà dân địa phương cũng đi ăn. Nhưng thì cái quán bún bò Huế Mẹ Kéo này thì nổi tiếng ở cả hai, cả người dân du lịch cũng đi ăn và cả người dân địa phương cũng đi ăn. Nên là thực sự Ninh cảm thấy rất là ok để các bạn có thể thử vào một buổi sáng. Còn bây giờ thì hãy cùng đi chơi với Ninh nhé. Hiện tại thì Ninh đang có mặt ở trên phố Đặng Thái Thân, thành phố Huế. Cái phố này thì có một quán cà phê rất là nổi tiếng mà ai đến Huế cũng sẽ ghé qua, đó chính là cà phê Muối. Nó nằm ở ngay cạnh với cả Đại Nội thôi mọi người ạ. Đây là ly cà phê Muối mà nổi tiếng trong truyền thuyết. Các bạn hãy cùng Ninh thử xem tại sao nó lại thu hút mọi người đến đây như vậy nhá. Lâu lắm rồi Ninh không uống cà phê phin. Đó. Nó sẽ hơi ngọt một xíu tại vì ở dưới có sữa mọi người ạ, nên là mình sẽ đánh đều nó lên cùng với cả đá. Ở đây chill nhỉ? Tiếng nhạc du dương. Xong rồi ở đây thì không phải là chỉ có các bạn trẻ không đâu, người lớn tuổi cũng đến đây khá là nhiều. Và các kiểu bộ ban ngành đoàn thể đồng nghiệp đến đây cũng uống khá là nhiều. Mời mọi người nhá. Ừ,
vị lạ luôn. Nó sẽ không giống như cà phê trứng mọi người hay uống đâu. Ở đây thì nó cũng là trứng, nhưng mà họ chỉ đánh cái lòng, cảm giác là chỉ đánh cái lòng trắng thôi. Và họ cho thêm một chút muối vào. Thì khi mà uống cái ly này này, nó sẽ vừa thơm vị cà phê nhưng mà nó lại vừa đậm đà, và thêm nghe một chút thơm thơm cái mùi lòng trắng trứng đánh lên. Ok phết. Nó không dễ, à nhầm, nó không khó uống đâu mọi người, dễ uống. Và Ninh tin là nếu mà thực sự các bạn có một ngày thật chill chill ở Huế, ghé qua phố Đặng Thái Thân, cái cà phê muối ở trong tiếng nhạc du dương này ở một cái khu vườn rất là đẹp, thì nó là một cái khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ thì Ninh sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, và lát nữa chúng ta sẽ cùng vào trong đại nội nhé. Tọa lạc bên bờ dòng sông Hương, Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế, được công nhận là di sản văn hóa thế giới và còn được lưu giữ rất nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn hàng trăm năm trước. Đại Nội Huế là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành, nơi vua Thiết Triều và làm việc, và Tử Cấm Thành, nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc. Là công trình có quy mô đồ sộ nhất lịch sử, được xây dựng trong hơn 30 năm. Đến nay thì công trình này vẫn còn gần như là nguyên vẹn và chưa hề bị mai một bởi thời gian. Nếu đến Huế, bạn hãy dành ra nửa ngày để khám phá hết công trình tuyệt đẹp này và cả một câu chuyện lịch sử rất dài đằng sau nó nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại kiệt 177 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Và chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá một cái món bánh mà rất là nhiều người yêu thích khi mà tới Huế, đó chính là bánh bèo bà cụ. Nhưng cả cái food tour chiều ngày hôm nay mình không đi khám phá một mình mà sẽ có thêm một bạn training nữa đồng hành cùng, đó chính là bạn Bảo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bảo Thích. Hôm nay thì mình sẽ dẫn anh Ninh đi ăn hết thành phố Huế. Chiều nay thì Bảo sẽ dẫn mình đi ăn thành phố Huế những món nói chung là rất là nổi tiếng, đúng không? Với cả Ninh thì Ninh thực sự rất là muốn khám phá những cái món nào mà người Huế hay đi ăn, chứ không phải là khách du lịch đi ăn. Nên là ngày hôm nay thì anh sẽ trông cậy vào em. Nhưng mà cái bánh bèo bà cụ này là do Ninh chọn. Nhưng em có hay ăn ở quán này không? Dạ có, em có từng đi ăn đây rồi. Ừ, thế thì chắc là tí nữa giới thiệu một chút cho anh về cái bánh bèo này nhá. Vâng ạ. Ok, cùng đi thôi mọi người ơi. Cô mình bán bánh bèo được bao nhiêu lâu rồi ạ? Bạn thì mì ở đây là bạn trên phải 50 năm rồi, trên 50 năm. Hàng nhà mình trên 50 năm. Nói chung là bột là phải tròn loại tốt nhất. Dạ. Tôm thì tôm tươi, dạ nhỏ rồi chảy ra. Dạ vâng. Rồi là kèm theo cái nước mắm gia truyền mà mình nấu. Đến Huế nên cực kỳ háo hức muốn ăn các loại bánh đặc sản như là bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ram ít. Và nếu các bạn cần một địa chỉ ăn tất cả các loại bánh này thì quán Bà Cư sẽ là một nơi các bạn cần đó. Mọi người ơi, chiều nay thì anh em mình đã có một cái mâm rất là lớn như thế này. Em nghĩ ăn xong cái đống này thì có đủ sức để ăn cả buổi chiều không? Dư sức anh ạ. Dư sức luôn. Tại vì là ở Huế thì bạn nó bảo cũng hay đi chụp ảnh đồ ăn đúng không? Vâng ạ. Em chụp ảnh lâu chưa? Dạ em chụp được 4 năm rồi anh ạ. Thâm niên Ninh chụp từ năm bao nhiêu? Ninh chụp từ 2016 đến bây giờ là 5 năm. Chúng mình cũng gọi là bạn gọi là tri kỷ nhưng chưa biết nhau thôi. bạn đồng ngành đồng nghề. Ok, đầu tiên thì chắc là mình sẽ thử bánh bèo trước đi, tại vì có vẻ bánh bèo ở đây rất là hot. Ở trong một cái dĩa bánh bèo này thì sẽ có phần bánh ở dưới này, phía trên sẽ có tôm này là tôm giã, và có cả đây là tóp mỡ mọi người ạ. Mình sẽ cho vào đây một chút nước mắm và ớt. Ớt này cay không đấy? Cay anh. Khẩu vị của người Huế thì cay rồi. Anh thấy là kiểu cay thì rất cay, xong rồi ngọt thì cũng khá đúng ngọt. Vâng. Mà mặn thì cũng đậm đà nhỉ. Ăn kiểu đậm đà kiểu không nhạt nhòa lắm. À thế là giống em. Ok, ăn thử thôi mọi người ơi. Mọi người ạ, Ninh cứ đinh ninh quán này là quán Bà Cụ nhưng không, Ninh phải đính chính lại một chút, đây là quán Bà Cư nha. Bà Cư nằm ở số 23/177 Phan Đình Phùng. Thôi ăn đi. Mời anh. Hy vọng là ngon để mình có thể chữa lại cái lỗi sai lúc nãy. Cái bột bánh rất là mềm. Anh ăn miếng ớt cay quá. Nhưng mà cái tôm này cũng thơm này. Cay. Anh có hay ăn cay không? Thật ra hơi bị sốc một chút. Ớt này cay đỉnh luôn mọi người ơi. Rồi.
ngon, nhưng mà cái nước chấm ngon. Nó chỉ cay cái ớt thôi, nhưng là cay cay này đúng mấy đúng mình đang ăn ở Huế mọi người ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ ăn thử đến bánh bột lọc. Ê, cái bánh bột lọc này khác bánh bột lọc ở ngoài Hà Nội. Trong đây là nhân gì vậy? Nhân tôm với lại thịt mỡ anh ạ. Có cả nguyên một miếng mỡ ở trong đây luôn. Ngoài kia bánh bột lọc thì sẽ là mộc nhân thịt, mộc nhĩ rồi các thứ. Cũng có tôm nhưng mà nó sẽ không kiểu như này. Anh không dưới ớt vào nữa đâu. Rất nhẹ. Vị khác luôn. Cái vỏ bánh ở trong đây là dai. Và cái tôm cũng rất là thơm. Thơm. Tôm thơm. Đây đây. Chúng ta sẽ thử sang bánh wrap it. Cái này lần cuối Ninh ăn là ở trên Đà Lạt mọi người ạ. Còn chưa thử bánh wrap it ở Huế. Em không ăn bánh wrap it với anh. Thôi anh ạ. Em làm food mà em lại còn sợ béo như thế thì có đủ sức để ăn cả buổi chiều không? Dư sức anh ạ. Dư sức anh ạ. Thôi, mày đừng có bông quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Một phần bánh wrap it này phía dưới nó sẽ rất là giòn và ngậy cái mùi chiên dầu ấy. Ở trên thì nó sẽ thơm cái mùi bánh bột nếp và ở trong đấy. Ở bánh này thật ra là hơi to so với sầu ấy. Miệng anh là đã như một cái hố đen vũ trụ rồi mà vẫn thấy to ấy. Cuối cùng chúng ta còn một món để thử, đó chính là bánh cuốn nhân tôm. À đây, bánh ướt nhân tôm. Ở đây như kiểu chuyên về tôm hay sao mọi người ạ. Nhưng mà phải công nhận một điều là ngon và giá ở đây nó rơi ở tầm 20 đến 30 nghìn một phần. Thì Ninh nghĩ là cũng khá là ok, các bạn có thể đi ăn kiểu lửng nhỉ. Vâng, ăn kiểu ăn vặt chơi chiều. Ăn chiều ăn chơi bời. Đúng rồi. Đây sẽ chấm một nước chấm khác. Nếu mà các bạn thèm những cái món bánh của Huế như thế này mà Ninh An cảm thấy chất lượng nó đồng đều với nhau và nó khá là ngon thì mọi người có thể ghé qua địa chỉ ở số 23/177 đường Phan Đình Phùng nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ ăn tiếp cái món này và lát nữa thì em sẽ dẫn anh đi đâu? Đi qua một cái cầu. Anh xin lỗi, em đang nhai, anh xin lỗi. Em thấy anh ở ngoài sao hả bảo? Siêu gầy anh ạ, gầy hơn cả em. Sao lại gầy? Gầy trong ảnh, trong vlog thì rất là mặt rất là to nghe. Thế là thì mặt lại rất là nhỏ. Thế là em sẽ thích ở ngoài hay ở trong hơn? Ở ngoài hơn. Em thích ở ngoài hơn. Okay. Em, bây giờ thì mình sẽ đi ăn cái gì? Em sẽ dẫn anh đi ăn một món mà chắc chắn anh chưa bao giờ từng thử. Món gì? Bánh cuốn tôm chua ăn có cả rau muống và khoai tây. Cái gì? Nếu bạn đang có kế hoạch đi Huế mà không biết check-in ở đâu, hay không biết phải ăn món gì ngon, bổ rẻ, thì đừng quên theo dõi series Ninh Travel tại Huế. Nằm ở chân cầu Kho Rèn, quán bánh cuốn tôm chua Mẹ Hạnh cứ 3 giờ chiều trở đi là vô cùng đông khách. Món ăn này thì nguyên liệu không hề khó kiếm một chút nào cả. Ví dụ như là bánh ướt mỏng này, rau sống này, thịt ba chỉ, vài lạng bún tươi, vài củ khoai lang, một chén tôm chua. Ta-da! Cuối cùng thì chúng mình cũng đã có được hai cái đĩa gọi là gì? Bánh cuốn tôm chua. Rất là đông luôn mọi người ạ. Ở đằng sau Ninh bây giờ mọi người vẫn đang xếp hàng. Ở đây thì không có bàn ghế nên là chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ ăn kiểu như thế này. Trên đây một cái cuốn này lạ cực luôn. Cuốn này sẽ có ở trong đây có cọng rau muống. Sống. Vâng, sống. Bún. Và khoai lang. Khoai lang luộc. Ở phía trên này sẽ có, đây là tôm chua. Đây có phải tôm vậy? Tôm chua hay là củ cải? Đuôi con tôm này anh. Đúng rồi. Đó, đây là giò này. Đây là nem chua và thịt ba chỉ. Ok. Đây là cái gì? Mắm nêm. Mắm nêm không? Đây là sốt không phải mắm nêm, kiểu giống như là có đậu mè và ok, thịt, ăn thử đi. Chua. Chưa bao giờ Ninh thử món bánh cuốn tôm chua mọi người ạ. Ăn thử thôi cho biết. Mời mọi người nhá. Chấm sốt anh ơi. À thế à. Nó cứ buồn cười làm sao? Buồn cười nhưng mà ngon. Nửa nhạt nhẽo, nửa chua chua cay cay. Nhưng mà thật ra thì ăn cũng khá là lạ đấy. Và cụ gọi là mẹ bán được rất là lâu rồi. Hỏi mẹ ơi mẹ bán được bao nhiêu năm rồi, mẹ bảo mẹ không nhớ nữa, lâu lắm rồi. Mà không biết là mẹ có nghe thấy anh hỏi gì không? Mẹ bị cảm tay. Thế mà một mình bán ở đây thì cũng nguy hiểm ha. Bình thường thì có hai người mà bữa nay em mình mẹ.
hay là đi lấy đồ, tại vì anh thấy bán được nhiều lắm. Ngon mọi người ạ. View đẹp, đồ ăn ngon, người dễ thương. Được nhỉ, được được. Tiếp theo food tour ngày hôm nay là một món ăn dân dã của người Huế, đó là bún hến và cơm hến. Ngày xưa thì món ăn này xuất hiện khi mà dân không có gì để ăn, chỉ có cơm nguội, thêm một ít rau, rồi thêm một ít hến vớt dưới sông lên rồi chế biến. Nhưng mà cái hương vị độc lạ này dần dần bằng cách nào đó đã trở thành một đặc sản mà rất nhiều người yêu thích mỗi khi đến Huế. Các bạn ạ, chúng mình vừa đi một con đường rất là xa và bảo chở mình qua một cái cồn. Ở bên này thì gọi là cồn hến. Và tại sao thì mình lại phải đi sang tận cồn hến để ăn cái món này hả Bảo? Thường thì người Huế muốn ăn cơm hến là sẽ phải qua cồn hến, vì đây là nơi xuất phát của món cơm hến này, làm ra món cơm hến này. Bởi vì là nếu mà bình thường mình vào trong các nhà hàng ở trong thành phố thì cũng sẽ có cơm hến hay là bún hến đúng không? Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay cái chuyến này thì mình rất là muốn đi khám phá về những cái gọi là nơi mà người Huế hay ăn. Đó, nên là ngày hôm nay thì chúng mình đang có mặt tại cơm hến Hoa Đông. Đi qua một cái cầu rất là xinh, cái chỗ đấy chụp ảnh chắc cũng đẹp lắm mọi người ạ. Thì chúng mình đã có mặt tại đây. Và bây giờ thì hãy cùng khám phá xem ngày hôm nay chúng mình có những món gì nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đĩa hến, đây là hến xúc bánh đa hay hến xào hay gọi hến là hến xào, gì? Hến xào. Gọi là hến xào, một phần này bao nhiêu tiền em nhớ? Một phần này như là 25.000. Thật ra là rẻ chứ, ví dụ một phần này mà ăn ở Hà Nội chắc là đắt lắm. Mà anh ăn mấy món này ở Hà Nội rồi mà không biết vị ở Huế nó gốc như thế nào thôi. Chúng ta sẽ có một cái phần bánh đa đi kèm này. Tiếp theo thì đây sẽ là gì? Bún hến. Bún hến. Và đây là mì hến. Cơm hến. Cái cơm này nhìn khá là giống cái phần bibimbap Hàn Quốc. Nhưng mà Ninh khám phá ra khi mà cầm cái bát này lên nó là đây là cơm nguội chứ không phải là cơm nóng mọi người ạ. Tại sao lại là cơm nguội? Bình thường đây là đồ lạnh hết thì để trộn lại. Chủ yếu là phải là nước nóng thôi. Đây đúng không? Đây là cái bát nước hến đúng không? Đó, và kèm theo những phần ăn này chúng mình có gọi thêm cả cơm rượu. Và đây là chè bắp. Đó mọi người ạ, hãy cùng ăn với chúng mình nhé. Đầu tiên lấy một miếng bánh đa ăn thử đi, lấy miếng hơi nhỏ. Cảm ơn em. Em có hay đi ăn cơm hến không? Dạ có thường anh. Em thì chỉ duy nhất ăn quán này thôi. Ninh đang chưa biết xúc cái phần nào, duy nhất quán này luôn. Vâng. Bởi vì lúc nãy Ninh đi vào thấy là có rất là nhiều các cái quán ở dọc cái phố này luôn mọi người ạ. Mời mọi người nhé. Phần này xào nóng. Thơm ha. Thơm. Gia vị khá là đậm đà. Ăn với bánh đa giòn giòn ngon mọi người ạ. Và hến này nó thơm nên nó không bị hôi. Đây là tóp mỡ đúng không? Dạ, tóp mỡ. Ăn luôn. Mình có cho ớt vào đây không? Không. giòn. Đấy. Nhưng mà không hề bị béo. Ngon. Mặc dù là ăn vào thì chắc là vẫn sẽ béo thôi mọi người ạ. Có hơi mặn một chút phải không anh? Không, anh thích nó đậm đà như này tại vì mình ăn chung với cả bánh đa. Nhưng mà cái mùi tiêu nó cũng khá là thơm. Mì trộn hến. Hến nó rơi hết xuống dưới rồi này. Đó. Ăn cái rau mùng này hay phết. Nhưng mà Ninh nghĩ là sẽ không phải là bạn nào cũng sẽ thích cái rau mùng này đâu. Tại vì bản thân ăn bún rau mùng ngoài kia cũng không phải ai cũng thích. Nhưng mà ăn được thì rất là ngon mọi người ạ. Đây. Ngon. Mì nó ngon và đậm đà hơn mọi người ạ. Trời ơi, mấy năm rồi Ninh mới được ăn lại những cái đồ Huế như thế này. Nào, thử cái cơm rượu này đi. Lúc nãy anh hỏi chị có giống rượu nếp không, chị ấy bảo là cũng hơi giống nhưng mà nó ngọt hơn chứ nó không bị chua chua kiểu đấy. Thế à? Giải khát luôn. Ôi. Nó hơi có một chút xíu men thôi. Nhưng mà ngon, ngọt, ngọt. Ui, cháu phải gọi trong cốc nữa em ạ. Món này đỉnh luôn. Thực sự phải thử cốc này. Em biết cốc này bao tiền không? 7.000. Được, em ơi, ngon quá ấy. Thử nốt cái cơm này nha mọi người. Đây, hến. Thật ra thì anh nghĩ là lúc đầu anh nghĩ sang đây là một cái đĩa mì hay một cái đĩa các thứ nó sẽ phải ụ một rất cái là nhiều hến đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại ít ít như này? Thực ra người ta ăn ở Huế rất là tao nhã, chủ yếu là ăn thưởng thức thôi, rau đĩa và chủ yếu là cái nước hến, cái mùi vị của con hến chứ không phải là ăn cái hến nhiều hay gì. Ghê chưa? Ghê chưa?
Ok, cũng hay nhưng mà Ninh chưa thử nước hến. Nhắc nước hến mới quên đấy. Bỏ vào đây ăn cùng luôn á. Ăn thử không đi đã, ăn thử không đi đã mọi người. À thế à. Thử đi, thử đi. Cay cay đấy. Ngon nhỉ? Ngon, ngon. Thêm nước hến vào. Ui, rất là thơm luôn. Cái nước hến này rất là thơm mùi hến luôn mọi người ạ. Ngon quá. Ngon quá. Em dân quán này đi là đỉnh luôn đấy. Thật ra thì cái quán cơm hến Hoa Đông nằm ở đường Ưng Bình này nên thực sự rất là ưng luôn đấy mọi người. Nên là nếu mọi người đến Huế mà muốn mở bản đồ ăn của Ninh ra xem là có quán cơm Huế nào ngon thì đừng quên ghé qua đây nhá. Sau đây sẽ là một vài mẹo tới Huế và di chuyển trong Huế. Nhân tiện cái thời gian ngồi chiêu chiêu này, chắc là Ninh cũng sẽ muốn chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm đi Huế. Tại vì đây không phải là bản đồ ăn mà đây là Ninh Travel. Nên là một số mẹo di chuyển đến Huế thì thực sự rất là đơn giản thôi. Đầu tiên ví dụ các bạn đến Huế thì bây giờ cũng rất là tiện khi có nhiều phương tiện đi lại như là ô tô, này tàu hỏa, máy bay. Còn riêng với chặng Hà Nội đến Huế, bởi vì là Ninh di chuyển từ đó nên là Ninh sẽ có kinh nghiệm cho các bạn một chút, bởi vì mình cũng tìm hiểu rồi. Đầu tiên thì với ô tô nó sẽ rơi vào khoảng 250 đến 400 vé giường nằm. Tuy nhiên thì cái thời gian di chuyển nó rất là dài, khoảng 12 đến 15 tiếng, còn lâu cực kỳ luôn ấy. Các bạn có thể lựa chọn tàu hỏa. Và cũng bởi vì nó là chặng dài nên là các bạn nên chọn vé ghế mềm hoặc là giường nằm. Giường nằm nó cũng rơi vào tầm 800 một chiều, khá là đắt luôn. Ninh chuyến này thì Ninh săn được vé rẻ máy bay nên Ninh nghĩ là các bạn có thể chọn phương tiện máy bay đi. Nó rơi vào tầm 1.3 triệu một vé khứ hồi, rẻ không? Mà thời gian bay có hơn 1 tiếng thôi. Vừa mới lên xong là nó hạ cánh luôn. Và mất 1 tiếng thì thực sự nó không quá nhiều thời gian, các bạn có thêm thời gian đi chơi. Nên Ninh nghĩ đấy là cái phương tiện mà các bạn nếu mà di chuyển xa nên lựa chọn. Bắt đầu thích cái cà phê này rồi mọi người ạ. Còn với phương tiện mà di chuyển trong Huế, các bạn có thể chọn ô tô hoặc là thuê xe máy. Ninh thì Ninh chọn thuê xe máy luôn rồi. Tại vì mình đi khá là nhiều các cái quán ăn vỉa hè rồi nó lắt nhắt nên là xe máy nó là một phương tiện rất là tối ưu. Ninh thuê ở khách sạn của Ninh là 100.000 một xe số và 150.000 một xe ga. Đó, còn các bạn có thể lựa chọn bằng đi bằng ô tô, taxi chẳng hạn thì taxi các bạn nên gọi thẳng trực tiếp đến tổng đài, tại vì nếu mà các bạn gọi ở trên đường thì biết đâu, bởi vì mình không quen mà người ta sẽ cho mình đi vòng vèo thì cũng không biết, nên là nên gọi thẳng trực tiếp đến tổng đài để đặt xe. Cũng có Grab, cũng có các cái ứng dụng gọi là đặt xe, nhưng mà nên nghĩ taxi cũng là một cái sự lựa chọn hợp lý. Vậy là tập 1 đã đến lúc phải kết thúc rồi. Hy vọng rằng các bạn đã nốt được cho bản thân mình những địa điểm ăn ngon cũng như là những địa điểm check-in đẹp. Đừng quên rằng series Ninh Travel tại Huế còn tận 3 tập nữa cơ. Không bỏ lỡ tập nào các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.